Chào các bác nhá, hôm nay lại về tiếp được 4 quả súp B3 118D. Đấy, bãi xịn. Đấy, súp B3. Đây này. Quay từng quả mà cho bác xem này. Đấy, con này vừa tháo ra. Đấy, con này còn chưa vệ sinh. Đấy, súp B3 thì là các bác không phải giới thiệu nhiều rồi. Đây là dòng thiết kế súp mặt hơi. Đấy, súp mặt nhưng lại mặt hơi đây. Thiết kế như thế này này. Đấy, nó lại nghiêng. Các bác nhìn vào nó nghiêng. Khi đặt như này nhé. Các bác cứ đẩy ra. Đặt ngang, đặt dọc nó đều đẩy ra phía trước. Nên khi đặt trong gia đình các bác đánh không bị cái tiếng ùng đằng sau. Đấy, chắc gọn mà không bị tiếng ùng đằng sau. Ở những cái súp mà súp hầm ấy. Thì đánh ở đằng sau nó có tiếng đuôi. Rất là khó chịu. Đấy, như con súp B3 này thiết kế cái đời này rất là đặc trưng. Về được 4 quả nhá. Vệ sinh, con nào cũng zin hết. Có mã mà 1ZB118D 500W. Đấy, tuần từ 38 đến 50Hz. 37 cân, 8 ohm, 100 độ nhạy 100 decibel. Đây, từng quả một đây, hai quả thứ hai này. Quả thứ ba. Hôm trước em về được hơn chục quả thì bán rồi, bán hết rồi. Hôm nay về đêm hôm qua về tiếp. Đây, còn nguyên cả rác riếc này. Đây, rác bới ra này. Bảy triệu một quả nhé, chưa bao gồm phí ship.